Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn sản phẩm máy giặt của nhà Panasonic có mã sản phẩm là NE-FD95X1LRV. Sản phẩm này có thương hiệu đến từ Nhật Bản, hãy cùng mình xem bên trong có những gì nhé. Về ngoại hình thì chiếc máy này có màu xám đen nha mọi người. Kích thước thì chiều cao của nó là 103cm, chiều ngang là 54cm và chiều sâu sẽ là 64cm. Chiếc máy có khối lượng là 38kg và khối lượng giặt lên đến 9,5kg cùng 10 chương trình giặt khác nhau. Hãy cùng mình tìm hiểu một số chức năng của chiếc máy này nhé. Phía bên trên này sẽ là bảng điều khiển nha mọi người, kèm theo đó là bảng đèn LED giúp chúng ta hiểu được thông số kỹ thuật. Ở đây chúng ta sẽ khởi động ở nút on off. Ở bên này sẽ là các chương trình giặt của nó. Kèm theo đó sẽ có chương trình là Stain Master giúp chúng ta có thể đánh bay những vết bẩn cứng đầu ở những nơi khó giặt nhất, ví dụ như ở cổ áo hoặc là vùng dưới cánh tay. Thì ở đây có chế độ là mồ hôi nè, bùn đất và nước sốt. Phía bên này thì chúng ta có thể chọn mực nước. Ở đây thì chúng ta có thể hẹn giờ và gồm có các chế độ như là giặt, xả và vắt. Phía bên này thì chúng ta sẽ có chế độ là sấy gió 90 phút hoặc là gỡ rối tự động để tránh quần áo rối. Khi chúng ta nhấn giữ 5 giây thì chúng ta sẽ kích hoạt chế độ khóa trẻ em nha mọi người. Còn phía bên này thì chúng ta có công nghệ TD Inverter giúp thay đổi tốc độ và thay đổi lực xoắn sao cho phù hợp với chương trình giặt nhất. Phía bên này sẽ là ActiFam tạo ra bọt mịn giúp đánh bay các vết bẩn cứng đầu. Phía bên trong lồng giặt thì chúng ta sẽ có một cái khay để chúng ta có thể đổ bột giặt nè, nước giặt hoặc là nước xả vải. Phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái khay để chúng ta lọc bụi bẩn và lọc sơ vải. Khi đầy thì chúng ta có thể đem đi vệ sinh. Đi kèm theo đó sẽ là một số phụ kiện như là ống dẫn nước và ống xả nước và một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Chiếc máy giặt này có khối lượng là 9,5kg nhưng mà mình thấy thì chiếc máy này khá nhỏ gọn, phù hợp với một số gia đình có diện tích nhỏ. Máy giặt được bảo hành tận nhà và bảo hành lên đến 24 tháng. Nhanh tay liên hệ với chúng mình để được tư vấn và mua hàng nhanh nhất nhé. Tạm biệt mọi người.